nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn vừa có một đêm diễn đặc biệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời biểu diễn trước hơn 10.000 khán giả là các bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị ở Bệnh viện Dã chiến số 3 và số 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Những âm thanh tươi đẹp, da diết đã mang đến liều thuốc tinh thần khích lệ rất lớn cho lực lượng tuyến đầu, cũng như với người dân đang thực hiện giãn cách với quyết tâm chiến thắng bệnh dịch. Cùng với nhạc phẩm quê hương, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cũng đã trình diễn một số bản nhạc như Diễm Xưa, Còn Tuổi Nào Cho Em. Với sự đón nhận nồng nhiệt từ các bệnh nhân F0, y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Dã chiến. Buổi biểu diễn nằm trong các chuỗi hoạt động ý nghĩa của đội tình nguyện viên, gồm rất nhiều nghệ sĩ do MC Quỳnh Hoa điều phối. Trước đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã có những màn trình diễn đặc biệt dành tặng các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh.